Que hàn điện, một loại vật liệu sử dụng trong ngành cơ khí, là trợ thủ đắc lực cho các thợ hàn trong quá trình hàn các loại kim loại khác nhau như thép, nhôm, gang, inox. Que hàn là loại điện cực để hàn hồ quang tay, bổ sung kim loại để kết nối thành một khối các chi tiết kim loại thông qua mối hàn. Que hàn điện bao gồm hai thành phần chính là lõi que hàn bằng thép chiếm đến 70% khối lượng, còn lại là vỏ bọc. Đây là hỗn hợp bột các hóa chất, khoáng chất như rutin, mica, trường thạch, ferromangan, ferrosilic, ferrochrome, bột niken, chất kết dính và một số nguyên liệu khác tùy thuộc vào từng loại que hàn. Nguyên liệu đầu vào thì 100% chúng tôi phải kiểm tra theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Với các nguyên liệu đều được đánh số lô sản phẩm và được kiểm soát theo tiêu chuẩn chất lượng của công ty. Que hàn ấy thì cái đầu tiên đó là cái bài phối trộn của từng loại que hàn. Thì những cái bài phối trộn này được chúng tôi nghiên cứu thử nghiệm nhiều lần trên phòng thí nghiệm, ép thử, hàn thử và kiểm tra cơ ly hóa của mỗi hàn, đảm bảo thỏa mãn được tính kỹ thuật, yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm. Công đoạn sản xuất đầu tiên là gia công lõi que hàn. Các cuộn thép sẽ được cho vào máy để vuốt nhỏ xuống đường kính từ 2,5 đến 5mm cho từng loại que hàn khác nhau. Trong công đoạn này, đòi hỏi lõi thép sau khi vuốt phải nhẵn, không sần xước và oval. Lõi thép sau khi vuốt xong sẽ chuyển sang công đoạn cắt nhỏ thành các đoạn có kích thước 25cm, 35cm và 40cm để phù hợp làm lõi cho từng loại que hàn khác nhau. Công đoạn chế tạo vỏ bọc que hàn sẽ tiến hành làm cùng lúc với chế tạo lõi thép. Các loại bột hóa chất, khoáng chất nguyên liệu đã được nghiền sàng về kích cỡ tiêu chuẩn sẽ được cho vào các máy trộn theo tỷ lệ quy định của bài phối trộn vỏ bọc. Sau đó, chất kết dính, hòa tan, cô đặc đến mức độ tiêu chuẩn sẽ được cho vào trộn cùng bột nguyên liệu để tạo thành vỏ bọc que hàn. Tiếp theo sẽ tiến hành tạo hình ép que hàn. Vỏ bọc que hàn và lõi thép sẽ được đưa vào dây chuyền liên hoàn để ép theo dạng bán khô. Độ dày của vỏ bọc que hàn thường từ 1,6mm đến 2,4mm. Bọc vỏ xong, que hàn sẽ được dây chuyền tự động chuyển đến hệ thống lò sấy được cài đặt nhiệt độ 210 độ C. Luân chuyển trong lò 60 phút, sau đó sẽ được làm nguội và đưa đến công đoạn đóng gói. Chế tạo song song với công nghệ ép bán khô sẽ là công nghệ ép thủy lực. Vỏ bọc que hàn được đưa vào máy ép thành bánh tròn, sau đó được đẩy vào máy ép thủy lực. Xi lanh của máy sẽ ép cùng với lõi thép để tạo hình que hàn với áp suất 160 đến 180 atmosphere. Que hàn sau khi ép sẽ được dàn trên các khay phơi khô tự nhiên, sau đó sẽ đưa vào lò sấy với mức nhiệt 360 độ C trong thời gian 90 phút. Sấy xong, chờ nguội sẽ tiến hành đóng gói sản phẩm. Tại khâu đóng gói, các công nhân cân trọng lượng của từng loại que hàn, cho vào hộp, sau đó chuyển vào máy bọc ni lông để tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh, nhập kho và xuất đi tiêu thụ. Que hàn ở Việt Đức là hoàn toàn làm chủ được cái công nghệ sản xuất ra cái sản phẩm của mình. Chúng tôi kiểm soát được quá trình từ khi mà nhập nguyên liệu, quá trình sản xuất và khi tạo ra sản phẩm thì công ty đều kiểm soát được, nên hoàn toàn tự tin vào cái sản phẩm của mình cung cấp cho thị trường. Hiện nay sản phẩm của Que hàn Việt Đức thì được chứng nhận của đăng kiểm Việt Nam, của Nhật Bản, của Mỹ và của Anh. Thị trường nội địa thì chúng tôi bán trải suốt từ Bắc vào Nam. Và xuất khẩu thì đã xuất khẩu sang một số nước lân cận đây thì sang Đài Loan hoặc Indo hoặc Malaysia. Xa hơn nữa thì sang châu Mỹ, đặc biệt là Mỹ. Với chất lượng cao, đa dạng chủng loại, sử dụng tốt cho những ngành nghề chế tạo đòi hỏi quy chuẩn vật liệu khắt khe như đóng tàu, chế tạo giàn khoan. Sản phẩm que hàn điện Việt Đức đã nhận được sự tin dùng trong nước và xuất khẩu đi những thị trường khó tính.